Ngày 26 tháng 6, cái tên Thái Tử Côn bất ngờ bạo đỏ mạng xã hội Weibo, leo lên vị trí đầu bảng hot search khi bị đam vướng nghi vấn có bạn gái tên C. Đáng chú ý, Thái Tử Côn được cho đã khiến cô gái này mang thai nhưng phủi bỏ trách nhiệm, yêu cầu phá thai, đồng thời nhờ mẹ đi giải quyết hậu quả. Câu chuyện này chưa hạ nhiệt, nhiều blogger xứ Trung tiếp tục úp mở thêm thông tin khác liên quan đến Thái Tử Khôn. Nam ca sĩ bị réo tên vào tin đồn có con với 3 người phụ nữ khác ngoài cô gái tên C. Danh sách này được cho có sự góp mặt của một fan nữ, một người là con gái của ông trùm thời trang đang sinh sống tại Thâm Quyến, một người có liên quan đến cái tên Jerry. Xoay quanh scandal ầm ĩ nhất sự nghiệp, người hâm mộ đã nhanh chóng tung ra bằng chứng bảo vệ Thái Tử Khôn, song phía phòng làm việc của nam ca sĩ lại hoàn toàn có hành động trái ngược khi kiên quyết giữ im lặng không đưa ra phản hồi. Tuy nhiên, phòng làm việc của Thái Tử Khôn lại bất ngờ đăng tin tuyển nhân viên pháp chế, yêu cầu có hiểu biết về quy tắc của giới giải trí và am hiểu sâu rộng kiến thức chuyên ngành. Chi tiết này đã khiến công chúng không khỏi ngờ vực và đặt dấu hỏi lớn cho tình trạng hiện tại của Thái Tử Khôn. Hậu chiếc bật lửa và váy công chúa Trần Tịnh Nhi từ một diễn viên trẻ ít tiếng tăm nay đã được công chúng cùng giới truyền thông quan tâm và đặc biệt để mắt tới, thường xuyên được khen ngợi vì tính cách vui vẻ thân thiện. Thế nhưng mới đây, gà cưng của Châu Tấn lại gây ra tranh cãi dữ dội vì thái độ hờ hững với fan. Trong đoạn video được dân tình truyền tay nhau, có một người hâm mộ đã gửi thư tay mình viết cho Trần Tịnh Nhi. Tuy nhiên, thay vì vui vẻ nhận lấy như nhiều ngôi sao thần tượng khác, hoặc ít nhất cũng nên từ chối khéo léo để fan không quá buồn, nữ diễn viên lại chỉ liếc nhìn, lắc đầu rồi quay đi, cực kỳ vô cảm. Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu, không rõ nguyên nhân gì khiến cô lại có biểu cảm kém thân thiện đến như vậy. Bên cạnh những lời chỉ trích từ cộng đồng mạng, một số fan Trần Tịnh Nhi lại lên tiếng cho biết không phải nữ diễn viên không muốn nhận hay mắc bệnh ngôi sao, mà chỉ bởi người quản lý của cô không cho phép cô nhận đồ từ fan. Dù vậy, đa số netizen vẫn chưa thực sự hài lòng với lý do này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy nhớ like và chia sẻ những cảm nghĩ của mình, cũng như là có những đóng góp cho Top Sao Hoa ở phần comment bên dưới nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.